Những món ăn của bà Trâm chỉ là gạo lứt, đậu phụ và các loại rau củ quả. Nhưng với bà, các món ăn này cộng với chế độ thiền định hàng ngày đã giúp bà chữa khỏi bệnh viêm đại tràng. 30 năm theo phương pháp thực dưỡng, bà Trâm cũng chưa phải dùng đến một viên thuốc nào để chữa bệnh. Nếu mình làm khéo thì nó vượt. Cái nồi cơm thì nấu gần như sau cùng. Thế thì là nấu cơm ăn nó lại ráp trong miệng, ăn nó như rơm ấy, không thể ngon. Và sách vở thì chưa có mấy. Thế dần dần vừa thiền, vừa là ăn thực dưỡng áp dụng thì bắt đầu là bệnh nó cũng chuyển dần cùng một lúc cả hai. Lo lắng trước các loại thực phẩm không an toàn hiện nay, nhiều người lựa chọn thực dưỡng như một phương pháp phòng và chữa bệnh. Anh Vinh thấy trong người mệt mỏi, đau đầu, được một người bạn giới thiệu thực dưỡng có thể chữa được bệnh. Anh đã tìm đến gạo lứt muối mè khoảng 4 tháng nay, nhưng cũng chỉ áp dụng chế độ ăn, còn việc phải kết hợp thiền định thì anh lại không hề biết đến. Thường thường mình cũng có tham gia những một số hoạt động thể thao, nhưng mà mình cảm thấy là nó chỉ đỡ một phần. Và khi mà mình tham gia vào cái thực dưỡng này thì thấy cũng có một số bệnh như là bệnh chảy máu cam và bệnh khó thở của mình cũng đỡ đi rất nhiều. Giữa cái chế độ ăn này với cái thiền định nó phải gắn với nhau. Và nếu anh đã không gắn với thiền định, đúng không, thì tôi không dám nói là cái chế độ ăn này nó sẽ tốt. 25% sức khỏe của cơ thể là do dinh dưỡng, 25% là do vận động, còn 50% là vấn đề thần kinh, tức là đừng bị stress, đừng có căng thẳng quá, 50%. Cho nên thiền định chính là cái phần mà gọi là 50% đấy. Thì chế độ ăn, ăn là một hoạt động. Và cái loại hoạt động này là nó có mục đích của nó, chức năng của nó. Thì phải khẳng định là ăn là để trước tiên là đáp ứng cái nhu cầu duy trì sự dinh dưỡng, sự phát triển của cuộc sống. Có câu không ăn thì mẻ cũng chết, đúng không ạ? Thế cho nên con người ta muốn sống, muốn phát triển, muốn tồn tại phải ăn, ăn để chức năng của nó là như vậy. Và chính vì vậy nó cũng ảnh hưởng đến quá trình sống của con người. Còn khái niệm ăn để chữa bệnh thì phải hiểu nó không chính xác, không đúng. Thứ hai, vấn đề là chúng ta đừng lẫn lộn giữa vấn đề thực phẩm an toàn và vấn đề là ăn chay. Ăn chay cũng chưa chắc đã là an toàn, tại vì trong thực phẩm chay liệu có an toàn thực phẩm hay không là vấn đề khác. Rau cỏ có được sạch, có đúng là sạch không, hay là bị lẫn tạp chất, hóa chất độc hại thì cũng không phải ăn chay sẽ tốt hơn là ăn động vật. Đấy, cho nên cái này chúng ta phải phân biệt rõ ràng, đúng không ạ? Cái việc mà bạn đặt vấn đề là cái nào tốt hơn thì tôi nói rằng là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể và thực phẩm an toàn, đấy là tốt nhất. Được biết, thực dưỡng là phương pháp của một giáo sư người Nhật Bản. Theo đó, chế độ ăn sẽ gồm những quy tắc như sau. Ngũ cốc nguyên hạt chiếm 50-60% khẩu phần ăn. Ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt, đỏ, đen, trắng, ngắn, trung và dài hạt. Gạo nếp đại mạch hoặc bobo hay còn gọi là ỷ sĩ. Lúa mùa, ngô, kê, yến mạch, kiều mạch. Nên tránh các sản phẩm từ bột nướng, bao gồm bánh mì thông thường, bánh pastry, bánh ngọt và bánh pizza, bánh quy. Mì sợi lứt, phở gạo lứt nhỏ dài hạt, hạt kê, ngô phù hợp cho khí hậu vùng nhiệt đới. Súp 5%. Thực dưỡng khuyến khích ăn một bát súp miso trước bữa ăn, đặc biệt với người bị ung thư. Miso đậu nành lên men tự nhiên, có chất chống ung thư và vi khuẩn có lợi, tốt cho đường ruột. Súp có thể được ăn với một vài loại rau khác nhau, các loại ngũ cốc, đậu,
cá và hải sản. Rau củ từ 25 đến 30%. Trong đó, rau củ có thể chia thành các loại. Loại thứ nhất, củ mọc thẳng xuống dưới đất. Củ mọc thẳng xuống dưới như ngưu bàng, cà rốt, củ sen, củ cải trắng, củ cải đỏ, khoai lang. Những loại này rất tốt cho phổi. Loại thứ hai, rau mọc ngang mặt đất, hình tròn như bắp cải, bí đỏ, súp lơ, hành tây. Những thực phẩm này thường tốt cho các cơ quan ở giữa như tụy, dạ dày, lá lách. Loại thứ ba, rau củ trồng trong bóng mát như su su, cà tím, cà chua, ớt cay, ớt chuông, khoai tây. Một số tài liệu khuyên người có thể trạng âm ở vùng khí hậu ôn đới nên tránh xa những thực phẩm này. Những người vùng nhiệt đới có thể ăn ít vì rau mềm, nhiều nước, rất âm, có tác động làm suy yếu cơ thể. Loại thứ tư là nấm. Tuy nhiên, phương pháp thực dưỡng chỉ khuyên dùng nấm dạng khô chứ không dùng loại nấm tươi. Vì nấm khô hấp thụ được năng lượng mặt trời, dương nên có thể cân bằng với bản chất âm của nấm. Loại thứ năm, rau củ nhầy và rỗng xốp như bầu bí, mướp, khổ qua, đậu đũa. Nguyên tắc thứ tư, với chế độ ăn thực dưỡng, người thực hiện cần sử dụng đậu và các sản phẩm từ đậu chiếm khoảng 10 đến 15% khẩu phần ăn hàng ngày. Nguyên tắc thứ 5 của chế độ ăn thực dưỡng là nên ăn rong biển, hoa quả, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều. Và cuối cùng là uống nước. Trong đó, với chế độ ăn thực dưỡng, lượng nước uống thường phụ thuộc vào thời tiết, cơ thể, chỉ uống nước khi nào thấy khát. Thực dưỡng khuyến khích uống ít nước. Theo các chuyên gia, nếu đảm bảo đầy đủ năng lượng thì đây cũng là chế độ ăn tốt vì ăn nhiều rau, hoa quả có thể giúp dự phòng một số loại ung thư, đặc biệt ung thư đại tràng. Tuy nhiên, chế độ ăn chưa bao giờ được thiết kế nghiên cứu như một phương pháp điều trị đặc hiệu ung thư. Do vậy, lựa chọn chế độ ăn nào đó và coi đó là phương pháp điều trị ung thư là một sai lầm và dĩ nhiên sẽ không mang lại hiệu quả. Ăn không phải để chữa bệnh. Chữa bệnh phải là bằng các phương pháp y học. Nhưng ăn nó có thể ảnh hưởng đến trong quá trình phát triển của bệnh tật, sinh trưởng cũng như là quá trình chữa bệnh. Một số các cái bệnh mà ăn có thể ảnh hưởng nặng lên bệnh tật. Thí dụ một số người bị bệnh thận. Cái quả thận nó khi bị bệnh viêm thận mãn, viêm cầu thận vân vân, nó không đào thải được muối. Nếu ta ăn mặn thì cái phù tăng lên chẳng hạn. Một số người bệnh tim cũng vậy, phải không ạ? Phù tim cũng vậy. Nó ăn mặn có thể làm tăng huyết áp. Hoặc là một số bệnh gan ăn nhiều chế độ dinh dưỡng mỡ đạm có thể làm ảnh hưởng vì tế bào gan không thể chuyển hóa được, vân vân. Cho nên ăn một số chế độ ăn kiêng trong quá trình chữa một số bệnh. Và trong quá trình bệnh thì đặc biệt là người ốm nói chung cũng như là bệnh ung thư nói riêng, người ta khuyến khích là phải ăn đầy đủ, cân đối giữa các chất đạm, đường, mỡ, rồi các yếu tố vi lượng, chất xơ vân vân để duy trì sự sống, đảm bảo sức khỏe, để chữa cái bệnh chính bằng các phương pháp chính thống. Còn chuyện ăn thực dưỡng để chữa bệnh hay gì gì thì cái này thì có lẽ là không phải, vì đấy là những cái thông tin chính thống, không phải là vì có những cái cơ sở khoa học để chứng minh được điều này. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, hiểu một cách đơn giản, thực dưỡng là một phương pháp ăn chay với mục đích hỗ trợ chữa bệnh, nhưng phải kết hợp với thiền định. Bởi theo tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, thiền định sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần của người bệnh,
thực dưỡng kết hợp với thiền định chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng không có nghĩa là loại bệnh nào cũng có thể khỏi được nhờ phương pháp thực dưỡng. Tuy nhiên hiện nay, không phải ai cũng hiểu đúng về chế độ ăn thực dưỡng. Người dân thường chỉ nghĩ thực dưỡng là thay đổi chế độ ăn, tức là ăn gạo lứt muối mè. Bên cạnh đó, xuất phát từ quan niệm cho rằng tế bào ung thư chỉ sống được trong môi trường axit, phong trào kiềm hóa máu vào cơ thể, dùng sodium vì rẻ tiền và dễ uống xuất hiện. Để kiềm hóa cơ thể, những người theo phong trào này cho rằng chỉ cần thay đổi những hoạt động hàng ngày, tư tưởng ăn 100% thực phẩm tạo kiềm, nếu pH bằng 8,5, tế bào ung thư sẽ chết. Điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Trước tiên là phải nói xuất xứ của cái thông tin này thì chưa có cái báo khoa học chuyên ngành ung thư nào nói cái điều đó cả. Còn tế bào ung thư chết ở trong môi trường axit hay trong môi trường kiềm hóa thì đương nhiên. Nếu nó để trong ống thí nghiệm thì đương nhiên nó sẽ chết, thậm chí không cần kiềm hóa, không cần axit hóa mà nó chỉ nóng lên thì nó cũng chết rồi. Không ạ? Hoặc rõ một nước giọt nước vôi vào đấy nó cũng chết thôi. Thế thì vấn đề trong cơ thể con người lại là vấn đề khác. Mà cơ thể con người có một cái chế độ pH ổn định ở một cái mức độ dinh dao động nhất định thôi. Thế kiềm hóa đến mức nào thôi, axit đến mức nào thôi, cơ thể còn điều chỉnh, còn bù trừ được. Nếu chúng ta làm quá đi thì bản thân cơ thể chết trước thì rất là nguy hiểm. Cho đến nay, chưa có bất kỳ nghiên cứu hay khuyến cáo nào cho thấy sử dụng các phương pháp nêu trên có tác dụng điều trị ung thư. Trước những thông tin lan truyền, các bác sĩ khuyến cáo người dân và bệnh nhân cần tìm hiểu và tham khảo các nguồn thông tin, tài liệu chính thống về phòng chống căn bệnh này từ các bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở y tế, các hiệp hội ung thư uy tín. Đặc biệt, bệnh nhân ung thư cần hỏi bác sĩ chẩn đoán, điều trị của mình thật nhiều để hiểu rõ về bệnh tình, các phương pháp điều trị, khả năng đáp ứng và tiên lượng. Bởi điều trị ung thư là vấn đề rất lớn, rất phức tạp và đòi hỏi chuyên môn sâu, kết hợp đa mô thức, đa chuyên khoa mới có thể hiệu quả. Vấn đề đã bị ung thư thì phải chữa ung thư theo đúng khoa học. Mà khoa học hiện nay là cả thế giới người ta đã nghiên cứu, thừa hưởng một cái thành tựu khoa học của cả thế giới, phải chữa giai đoạn nào thì phải phẫu thuật, giai đoạn nào thì phải kết hợp với xạ trị hoặc hóa trị hoặc thuốc điều trị sinh học, thuốc miễn dịch vân vân, chứ không phải ăn để chữa ung thư. Ăn có ảnh hưởng đến quá trình ung thư, chữa ung thư như sao? Quá trình chúng tôi đã nói rồi, mắc bệnh thì như chữa bệnh thì tôi mới nói là người bệnh thường thường khi đã bị ung thư rất suy sụp về cả tinh thần lẫn thể chất, thậm chí là sụt cân rất nhanh, rồi đau đớn, rồi lo lắng, mất ăn mất ngủ, sau đó lo mất ăn mất ngủ. Thế bây giờ chúng ta lại không đảm bảo cái chế độ ăn tốt thì sẽ không có sức để tiếp nhận các cái phương pháp chữa bệnh khoa học kia được. Cho nên người ta khuyên người bệnh ung thư phải ăn đủ chất.